làm cách nào chúng ta có thể lấy được số điện thoại khách hàng cũng như lấy bất kỳ thông tin của một người dùng Facebook nào. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích dành cho những ai đang làm người môi giới nhà đất cũng như là làm sale trong tất cả các mảng kinh doanh khác nhau. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi hết clip của Tâm nha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Một ngày đẹp trời các bạn vào Facebook tìm nguồn bán hàng đi, vào Facebook. Những cái người này đa số là Tâm đã biết rồi, cho nên là chắc chắn có số điện thoại rồi nha. Tâm tìm một người lạ đi, bây giờ tìm một người lạ đi nha. Người này quen quá rồi. Một người lạ. Đây. Ví dụ người này có đang lên là tài chính 700, cần mua nhà có sổ bạn list và trang cá nhân họ nè. Mà xem họ làm gì ở đây. Họ không hề đổi số điện thoại nha, không hề đổi số điện thoại luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy làm sao để lấy được số điện thoại này nè. Các bạn click vào cái dấu 300 này cho mình nè. 300. Các bạn bấm vào thân công cụ tìm kiếm cho mình nha. Tìm kiếm. Rồi các bạn muốn tìm gì. Ở đây nó sẽ hỏi mình là bạn đang tìm gì à. Đó rất là hay luôn. Bạn đang tìm gì à. Bạn cần tìm gì thì bạn cứ click vào thân tìm kiếm cho đây thôi. Ví dụ mình muốn làm đất thì mình tìm đất. Đất đi. Nó từ đất nè ha. Rồi bấm vào cái dấu click ra. Click ra. Click vào. Các bạn thấy không, liên quan đất quá trời nhiều luôn, người ta đang tìm đất quá nhiều luôn. Đây, hóa ra ông này cũng đang làm đất đây. Từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 thì họ có đang bán một đất rất là, đây chắc chắn là cái số điện thoại của họ luôn nha, rất là dở luôn đúng không? Đó, họ chỉ bán một lô đó thôi. Đó. Đây số điện thoại từ tháng 4, ngày 4 tháng 5 2022 nha. Nhưng khi các bạn bây giờ mình thoát ra cho các bạn xem này, lúc vào trang cá nhân của họ này, họ chỉ có 7 người bạn thôi. Đó, tài chính 700 mua đất thì họ không hề đỡ số điện thoại nha. Họ giấu số điện thoại đó kín luôn. Đó, mà họ giấu số điện thoại đó kín luôn. Không thấy luôn đúng không? Mọi người chả thấy cái gì hết. Không thấy số điện thoại của họ đó hết. Rất là khó tìm. Nhưng mà làm theo cách của Tâm đây. Rất là dở đúng không mọi người? Thay vì các bạn không muốn tìm số điện thoại, các bạn click vào thanh tìm kiếm trên thanh công cụ đó. Các bạn cần tìm từ khó gì, các bạn click vào đó. Thì Facebook nó sẽ hiển thị lên cho mình số điện thoại, đất, nhà ở hay là bất kỳ, hay là người yêu cũ gì đó, nó cũng hiện ra cho mình hết. Chỉ cần bạn đỡ bài lên Facebook và chưa xóa, cho dù nó từ năm 2000 hay là bao nhiêu thì nó vẫn xuất hiện lên cho mình nha.